bánh kẹo vừa rẻ vừa ngon, vừa thơm vừa ngon vừa rẻ đây. Hay, bán từ sáng tới giờ mà không có ai mua bánh kẹo của mình ăn hết, buồn quá. Thôi bây giờ mình phải ăn miếng cho đỡ đói coi. Ồ, ở đây có cái cây xúc xích nè, xúc xích rất là ngon luôn. Nhanh nhanh. Wow, xúc xích siêu cay ngon quá đi. Ăn tiếp. Nhanh 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 nhanh. Wow, ngon quá ngon quá. Bây giờ mình ăn cái gì nữa đây ta? À, ở đây có kẹo dẻo trong trống nè, lấy kẹo dẻo trong trống này ăn coi. Nhanh 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 nhanh. Wow, cái viên kẹo này là viên bạc hà nha. Ăn tiếp coi nào. Nhanh nhanh. Wow, hai cái viên này là cam và dâu nha, rất là ngon luôn. Tiếp theo nào. Nhanh nhanh nhanh. Wow, hai cái viên này có vị chanh và xoài nha, rất là ngon luôn. Tiếp tục tiếp tục. À, ở đây có cây kẹo sô cô la ống chích nè. Bây giờ mình sẽ gỡ cái đầu này ra. Tiếp theo. À, mình sẽ bơm vào cái cây kẹo mút cầu vồng nè. Wow, đã chưa đã chưa. Lần đầu tiên á là mình ăn thử kẹo mút cầu vồng với lại sô cô la đó nha. Nhanh 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 nhanh. Wow, kẹo mút cầu vồng mà ăn với sô cô la ngon quá ngon quá. Nhanh nhanh nhanh. Ngon quá đi. Tiếp tục ăn cái gì đây ta? Thôi không ăn nữa đâu, ăn hết rồi lấy gì mình bán hàng. Làm việc xong rồi đi qua nhà xe cẩu Boli mua bánh kẹo ăn thôi. Beep, 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 beep. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Godzilla. Wow, cảm ơn khủng long đỏ nha. Không ngờ hôm nay bạn vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của mình. Sao mà quên được chứ. Bạn là người bạn thân nhất của mình mà. Thôi, ăn bánh sinh nhật đi bạn. Wow, bánh sinh nhật bạn tặng cho mình nhìn ngon quá vậy. Ồ, có cái viên kẹo gì nhìn đã quá à. Ăn thử coi, nhanh nhanh nhanh. Wow, đây là kẹo dẻo trái cây. Rất là ngon, rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình thử ăn miếng cái bánh kem này coi. Nhanh nhanh nhanh. Wow, đây là kẹo dẻo marshmallow bánh kem, rất là ngon luôn nha. Nhanh 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 nhanh. Wow, ngon quá ngon quá. Mình ăn tiếp đây. Nhanh 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 nhanh. Ây da. Khủng long đỏ ơi, sao mình bị đau mắt quá vậy? Hả? Cái gì? Bạn bị đau mắt hả? Mình không biết nữa. Sao mình ăn bánh kem với kẹo xong giờ mình thấy đau mắt quá à? Ồ, đau đau, đưa mình coi coi. Ồ, con mắt của bạn hình như nó bị sưng rồi. Ồ, không được rồi, bây giờ bạn hãy ở đây đi nha. Mình sẽ đi tìm kẹo thuốc chữa đau mắt cho bạn nha. Hey, hôm nay mình sẽ thực hành bài tập phép thuật hồ biến. Wow, mình đã biến ra được một cây kẹo mút nhỏ xíu. Ăn một miếng coi. Nhâm 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 nhâm. Kẹo mút nhỏ xíu này ăn không có đã. Bây giờ mình sẽ biến ra một cây kẹo mút to hơn. Hồ biến. Wow, mình đã biến từ cây kẹo mút nhỏ thành một cây kẹo mút to. Ăn miếng coi. Nhâm 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 nhâm. Kẹo mút to này ăn cũng không có đã. Bây giờ mình sẽ biến ra một cây kẹo mút khác. Hồ biến. Wow, mình đã biến ra được một cây kẹo dẻo trong trống rất là to luôn. Wow, kẹo dẻo trong trống khi mà có gió sẽ xoay. Đẹp quá đẹp quá đẹp quá. Ăn cay. Nhâm nhâm nhâm. Wow, kẹo trong trống ngon quá, thơm ngon, mùi trái cây. Tiếp tục nào. Nhâm nhâm nhâm. Wow, đã quá đã quá đã quá. Ăn kẹo xong rồi mình tiếp tục ngồi đây học phép thuật thôi. Xe cẩu Boli ơi, hôm nay bạn bán cái gì vậy? À, hôm nay mình bán rất là nhiều món luôn á nha. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem nè. Đây là lá rong biển nha. Còn đây nè, đây á là snack cá nè. Rồi còn đây á là kẹo con mắt nè. Còn đây á là kẹo sô cô la nè. Đó, bạn thích ăn cái nào? Wow, nhiều quá vậy. Rồi được rồi được rồi, để bây giờ mình ăn thử mình chọn nha. Đầu tiên á là mình sẽ lấy một cái bịch snack cá này nha. Mình gỡ ra. Để mình lấy ra coi. Wow, cái miếng cá nhìn ngon chưa nè. Wow, thơm quá thơm quá. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm đây cái bịch rong biển. Lấy cái lá rong biển này ra. Rất là ngon luôn nha. Wow, cái lá rong biển này thơm quá. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái snack này, mình quấn với lá rong biển nha. Wow, thành một miếng rất là ngon luôn nè. Ăn thử cái coi. Giòn tan luôn á nha. Nhâm nhâm nhâm. Wow, rong biển cuốn với lại snack cá ăn ngon quá đi. Nhâm nhâm nhâm. Wow, ngon quá ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái gì đây? Bây giờ mình sẽ ăn kẹo nha.
Ồ, ở đây có một cái hũ kẹo nè. Wow, hũ kẹo sô cô la nha. Mở hũ kẹo sô cô la này ra nha. Hũ kẹo sô cô la này chắc là rất là nhiều kẹo ha. Rồi, để kiếm chỗ mở cái. À, chỗ này có chỗ dặn nè. Bây giờ mình sẽ dặn chỗ này nha. Rồi, có cái lỗ rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ đổ kẹo ra. Wow, nhiều kẹo chưa nè? Rất là nhiều kẹo luôn. Ăn miếng coi. Nhanh 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 nhanh. Wow, kẹo sô cô la giòn giòn ăn nghe rất là ngon luôn. Tiếp tục nào. Nhanh nhanh nhanh. Wow, kẹo sô cô la ngon quá. Ha, bây giờ mình sẽ ăn thử một cái viên kẹo mắt nha. Ha, kẹo mắt này mình nghe nói có thể chữa đau mắt đó nha. Bây giờ mình ăn thử coi. Mình không có bị đau mắt, ăn vô chắc là mắt sẽ sáng hơn. Đúng rồi. Wow, có hai phần luôn nè. Bây giờ mở phần này ra coi có gì trong này nha. Có cái dấu chấm hỏi kìa. Không biết trong này có gì nữa. Ô, mình thấy rồi. Wow, cái gì vậy, bất ngờ vậy ta? Có một bạn cua. Wow, một bạn cua nhỏ nè. Với lại cái này, cái muỗng chắc là để mình múc cái đồ ăn trong này nè. Đâu, mình mở ra coi. Không biết trong này có gì ta, có dấu chấm hỏi kìa. Wow, mình thấy rồi. Ui, có gì vậy, có nhiều cái hộp gì lắm kìa. Ui, đúng rồi. Đó, có rất nhiều cái hộp gì luôn. Wow, thơm quá à. Mùi sô-cô-la trắng lại mùi sô-cô-la đen. Wow, ngon chưa. Ăn miếng coi, nhanh. Wow, ngon quá, ăn hết luôn nhanh. Wow, sô-cô-la ngon quá. Mắt mình đã sáng hơn rồi. Bây giờ mình sẽ mua thêm một cái viên kẹo mắt này nữa. Cho lên trên xe. Cô lấy xe cẩu ơi, mình trả tiền cho bạn nè. Thôi, mình đi về nhà đây. Anh người nhện ơi. Anh giúp em với anh người nhện ơi. Có chuyện gì vậy hả khủng long đỏ? Dạ, Godzilla đang bị sưng mắt nhưng mà em không biết phải làm sao. À vậy hả, được rồi. Bây giờ em hãy đi qua nhà xe cần cẩu Bully mua thuốc chữa đau mắt, mua kẹo thuốc chữa đau mắt đi. Ồ, vậy hả anh? Em cảm ơn anh nha. Bây giờ em sẽ đi qua nhà xe gần cẩu Bully. Qua nhà xe cẩu Bully mua kẹo thuốc chữa đau mắt cho Godzilla thôi. Oh, hello, xin chào xe cẩu Bully. Bạn còn kẹo thuốc chữa đau mắt không? Bán cho mình một cái đi. Hả? Kẹo thuốc chữa đau mắt hả? Mình hết rồi. Mình vừa bán cho bạn xe cẩu mút cát Bully rồi. Hả? Vậy hả? Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Mắt của Godzilla đang bị đau. Hay là bây giờ bạn chạy theo xe cẩu mút cát Bully và mua lại đi. Ồ, đúng rồi, mình phải chạy theo mới được. Nhưng mà từ sáng giờ mình chưa có ăn gì hết, mình đói bụng quá. Bạn có gì ăn không, bán cho mình với. Ha, ở đây có rất là nhiều đồ ăn luôn. Bạn coi cái nào ăn được bạn ăn đi. Ừ, để mình coi. Ồ, kẹo sô-cô-la. Đang đói bụng mà ăn kẹo sô-cô-la thì không có được. À, cái này được nè. Cái này hình như là cá nè. Đúng rồi, lấy cái miếng cá này ra ăn thử coi có ngon không. Đôi bụng quá. À, miếng cá này nhìn ngon dữ vậy. Nhầm. Wow, cá của bạn ngon quá xe Bully ơi. Nhầm. Wow, ngon quá. Ăn cá xong rồi mình thấy hơi cay. Ở đây có cây kem. Bạn bán cho mình cây kem này đi. Nhưng mà kem sao không có sô cô la? À, ở đây có sô cô la ống chích nè. Lấy một cây ống sô cô la ống chích này ra, đổ lên trên cây kem này. Wow, ngon quá vậy ta. Một cái sô cô la ống chích chưa có đã, mình lấy thêm một ống nữa. Mở ra bơm thiệt là nhiều sô cô la vô. Nhiều quá. Ăn thôi. Nhầm. Wow, ngon quá. Nhầm. Wow, bạn bán đồ ăn ngon quá xe cẩu Bully ơi, mình trả tiền cho bạn nè. Ting, thôi mình đi tìm kẹo thuốc chữa đau mắt đây. Đi về nhà thôi. Bully ơi, có thể giúp mình cho mình kẹo thuốc chữa đau mắt được không? Hả, sao bạn phải xin kẹo thuốc chữa đau mắt? Godzilla đang bị đau mắt ở nhà mà mình đi qua nhà xe cẩu mua hết rồi. Bạn đó nói bạn còn một viên, bạn cho mình đi. Được, nè mình cho bạn nè, bạn lấy đi. Ừ, mình cảm ơn bạn nha. Wow, cái thuốc chữa đau mắt của bạn nhìn to quá vậy. Cảm ơn bạn nha Bully, bạn thật là tốt bụng. Không có gì đâu, giúp người là nhiệm vụ của mình mà. Thôi, bạn đem về cho Godzilla đi. Ừ, cảm ơn bạn nha. Ha, ha,
Ha, Godzilla ơi, mình đã tìm được kẹo thuốc chữa đau mắt rồi nè. Bây giờ bạn hãy dùng đi. Wow, cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn nha. Wow, kẹo thuốc chữa đau mắt sao to quá vậy. Bây giờ mình sẽ mở ra mình dùng thử coi có hết đau mắt không nha. Thơm quá à. Wow, ở đây là cái gì đây? Cái này có tới 2 phần lận nha. Wow, cái này cái muỗng. Ồ, có những bạn khủng long con hay gì nữa vậy? Ồ, cái này là gì vậy? Ồ, cái này là máy bay. Wow, đồ chơi. Đã quá vậy ta. Rồi. Mở cái này ra coi, trong này có gì không? Ồ, cái này là thuốc nè. Ồ, đúng rồi. Thuốc sô-cô-la. Bây giờ mình ăn thử miếng coi. Wow, ngon quá à. Nhanh. Wow, kẹo thuốc sô-cô-la này ngon quá à. Nhanh. Wow, khủng long đỏ ơi. Mình đã hết bị đau mắt rồi. Con mắt của mình bây giờ thấy sáng hơn rồi. Tốt quá. Như vậy là bạn đã hết bị đau mắt rồi. Thôi, bạn tiếp tục ăn bánh sinh nhật đi. Mình đi về nhà đây. Cảm ơn bạn nha, khủng long đỏ. Cảm ơn bạn nha. Ăn tiếp bánh sinh nhật thôi. Nhanh.